Hello, xin chào các bạn. Như các bạn đã biết đấy, thị trường laptop gaming hiện nay đang phát triển vô cùng mạnh mẽ với rất nhiều sự lựa chọn. Và để giúp cho các bạn chọn lựa cho mình một chiếc laptop chơi game hiệu quả thì ngày hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn một chiếc laptop gaming đến từ hãng MSI và nó mang tên MSI GP62M7RFX. Vậy ở trong chiếc laptop gaming này có gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. MSI 7RFX là một thiết kế lý tưởng giữa bề mặt nhôm kim loại phay xước kết hợp với khung máy vô cùng chắc chắn. Đi cùng với đó là màu sắc hài hòa giữa tông màu đen đỏ đặc trưng làm nổi bật lên vẻ đẹp mạnh mẽ nam tính của một chiếc laptop gaming. Ngoài ra điểm nhấn trên nắp máy là hai đường G nổi lên làm tăng sự hầm hố của em laptop này. So sánh với các laptop trong tầm giá thì MSI 7RFX có cấu hình vượt trội hơn hẳn với CPU thế hệ thứ 7700HQ 8x4 luồng, bộ nhớ trong 16GB DRAM 4, bộ nhớ lưu trữ là chiếc ổ cứng SSD 128GB và một ổ HDD 1T. Vì đây là phiên bản cao cấp nên MSI đưa chiếc cạc màn hình GTX 10606GB thay vì 3GB như phiên bản tầm trung của GP626RFX trước đây. Do cấu hình mạnh mẽ như vậy nên 7RFX sở hữu giải pháp là Mass Cooler Boost mới nhất và được sáng tạo độc quyền bởi MSI. Hệ thống tản nhiệt này sẽ tạo ra các module nhiệt kép bên trong bằng cách phân bổ các ống dẫn nhiệt chuyên dụng cho GPU và CPU. Chỉ bằng một nút ấn tăng tốc, hai quạt sẽ hoạt động hết công suất để đẩy nhiệt ra khỏi hệ thống, làm cho nhiệt độ của em laptop này thấp nhất có thể. Mặt dưới của máy được thiết kế rất nhiều khe tản nhiệt hình mũi tên, làm tăng cường khả năng tản nhiệt. Có thể nhìn thấy rất rõ những thành phần linh kiện phần cứng bên trong. Nổi bật nhất chính là 6 ống đồng đi kèm với hai hốc tản nhiệt lớn đằng sau thân máy. MSI 7RFX được trang bị màn hình 17,3 inch với độ phân giải Full HD và độ phủ màu đảm bảo xuất ra hình ảnh với chất lượng sắc nét và chân thật nhất. Với tấm nền panel được phủ nhám cho khả năng chống chói và góc nhìn rộng của màn hình, cho phép hình ảnh luôn hiển thị sống động với mọi điều kiện ánh sáng và ở mọi góc nhìn hẹp. Kết nối của MSI 7RFX bao gồm một cổng USB 2.0, một khe cắm thẻ SD và một cổng sạc nằm ở cạnh phải của máy. Còn cạnh trái là một cổng LAN, hai cổng USB 3.0, một cổng HDMI, một cổng MIDI DisplayPort, một cổng USB Type-C cho tốc độ truyền tải dữ liệu cực nhanh, một cổng headphone và một cổng microphone. Bàn phím trên chiếc GP62M7RFX nói riêng hay các dòng laptop của MSI nói chung, mình đánh giá rất cao bởi khả năng thao tác gõ phím. Với sự hợp tác của thương hiệu SteelSeries, thiết kế kích thước mỗi phím lớn và khoảng cách từng phím rộng rãi, hành trình phím đủ giúp mang đến khả năng chơi game và soạn thảo văn bản rất nhanh và thoải mái. Bàn phím có tông màu đỏ gaming đặc trưng và có thể điều chỉnh mức độ hiển thị sáng thông qua tổ hợp phím. Khi trải nghiệm MSI GP627RFX trên tựa game online mới nhất hiện nay là Battleground thì game khá mượt với chỉ số FPS duy trì ở mức 50-70, nhiệt độ của CPU từ 49-51 và GPU rất ổn định ở mức 68 độ C. Còn ở Call of Duty World War 2, chiếc laptop 7RFX cho thấy nó chơi tốt ở chỉ số 60fps. Cuối cùng, mình xin được bật mí cho các bạn một điều, đó chính là chiếc MSI GP62M7RFX này hiện đang có bán tại siêu thị máy tính An Khang với nhiều khuyến mại hấp dẫn. Link của sản phẩm mình sẽ để bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại!